Dứa. Ít cát thôi, làm gì? À, cát thôi đấy của thu được tối cua nó phát. Anh bùi lại chưa? Thôi chú lấy chú cua ra đi. Đây anh bùi lại anh chạy vào đây phát cho. Có cát đây này, lấy thì kéo là rửa ra là vẫn thế mà. Nó nhiều rồi bây giờ.